người ta đời ấy, thì ví dụ như ở Anh chẳng hạn thì đã có một cái chương trình là UK EU, họ đã đầu tư đến 50 triệu bảng, tức gần 100 triệu đô la để xây dựng một cái chương trình học trực tuyến như thế, và họ chỉ phụ được 900 sinh viên thôi, và đấy là một cái sự thất bại của họ. Cho đến năm 2007 thì Allison cũng ở bên Anh, tức là đã qua sự lên lên một cái hệ thống học cho học tiên tiến ấy, thì mở khoa đầu tiên vào miễn phí. Tuy nhiên câu chuyện chỉ thực sự nào khi mà Kennedy ra đời vào khoảng năm 2009, và đây là thổi một cái luồng cảm hứng rất lớn cho những nhà giáo dục. Bởi vì sao? Bởi vì lần đầu tiên một cá nhân có thể thay đổi một hệ giáo dục. Tức là con ông quan niệm về dạy họ đã thay đổi. Trước đây là gì? Học sinh học trên lớp ở nhà làm bài tập, thì sau khi có Kennedy thì học sinh học ở nhà đến lớp làm bài tập và thảo luận với cô giáo. Tại cái phát triển của cá nhân nó rất là mạnh mẽ. Và trên trang của Academy bây giờ có khoảng 4.500 bài giảng và đã có 250 triệu người học ở trên đó. Tức một người mà dạy cho 250 triệu giảng, tức là 250 triệu người học cái bài học của Academy. Tất nhiên phía sau Khan có một phần hỗ trợ, nhưng mà cái sự ra đời của Academy và sự thành công của nó đã khuyến khích rất nhiều những nhà học giáo dục sau này. Sau đó là gì đây? Là sự ra đời của University, của Coursera, của EDX đều vào năm 2012 cả. Và nếu chúng ta so sánh thì thấy rằng là gì đây? MOOC và giáo dục truyền thống đã có một số đặc điểm rất là khác biệt. Ví dụ như lớp học truyền thống chẳng là gì? Chỉ giới hạn học sinh khoảng 300. Thì chúng ta nhìn vào sự phát triển của giáo dục thì thấy rằng là gì? Giáo dục là một trong những ngành hiếm hoi mà khoa học kỹ thuật không làm tăng năng suất lao động. Tức là trong khoảng 2.500 năm trở lại đây thì một thời vẫn chỉ dạy vài chục học trò. Ngày xưa ông Khổng Tử chỉ dạy như vậy, Aristotle, Plato chỉ dạy một thầy năm bảy chục học trò. Thì bây giờ chúng ta cũng dạy một thầy một lớp năm bảy chục học trò. Cho đến khi MOOC ra đời là gì? Một thầy dạy hàng trăm nghìn người học, hàng trăm nghìn người học trò. Cho nên là lần đầu tiên mà năng suất lao động trong giáo dục nước này được đẩy với tốc độ thiên hướng như vậy, do sử dụng công nghệ internet và cách thức tổ chức học trạng đại trà. Cái thứ hai là gì? Là cái tính cá nhân hóa rất là cao, anh phải học cái mà anh thích. Chứ còn trong giáo dục truyền thống thì sao? Thì thầy dạy cái gì học cái đó, cho tính cá nhân hóa rất là thấp. Rồi là hội nhập của Úc rất là cao. Trong cái đó thì với giáo dục truyền thống thì do quản lý văn hóa thì độ hội nhập là thấp. Và phương tiện rồi tương tác trong Úc thì rõ ràng là thấp hơn so với lại học truyền thống thì sao? Bởi vì là số lượng rất là đông và trực tuyến, chứ không thể trao đổi với chồng trực tiếp như trên lớp được. Tuy nhiên có những ưu điểm rất lớn về MOOC, ví dụ như là hoàn toàn miễn phí, ai học cũng được, không phải có học phí. Trong khi đó thì sao? Thì chi phí cho giáo dục với ý nghĩa là rất là tốn kém, thì MOOC cũng giải quyết vấn đề này. Rồi là có thể học mọi lúc mọi nơi và có thể xây dựng một xã hội thì học tập rất là dễ dàng, bởi vì bản thân MOOC là quyền của cũng tinh thần được học suốt đời, chứ có thể giúp là xây dựng một xã hội học tập. Chứ còn nếu như giáo dục trực tuyến truyền thống như thế này không có cách nào để mà có thể xây dựng một xã hội học tập và phần quản trị chẳng hạn thì MOOC cũng tỏ ra là gì, nó dễ dàng gọn nhẹ chứ không chỉ một nhóm hoặc vài chục người có thể làm được rồi, chứ không cần đến cả hệ thống giáo dục như trong truyền thống. Và đây là cái lịch sử về thời gian ra đời của MOOC. Thì quý vị thấy rằng gì đấy, nó sẽ xuất phát từ cái MIT Open Courseware, là cái kho bài giảng, kho tư liệu mở của cái công nghệ Massachusetts MIT, và sau đấy thì nó phát triển ra những nhánh khác nhau, ví dụ như EDX, rồi là Coursera, University, Udemy, v.v. Thì từ một cái gốc đó cái cổng giáo dục trực tuyến mở khác nhau, và tất cả đều ra đời vào năm 2012, quý vị thấy đấy, chẳng chính vì thế mà năm 2012 là năm của MOOC. Và bây giờ chúng ta là MOOC thì chúng ta chậm gì so với thế giới khoảng 1 năm. Và nếu so sánh thì thấy rằng là gì đấy? Một số tổ chức là MOOC khác nhau, thì chúng ta thấy rằng một số thì đi theo hướng là tổ chức theo công ty để lấy lợi nhuận, và một số thì là gì, theo hướng là phi lợi nhuận. Ví dụ EDX là hoàn toàn là phi lợi nhuận. Trong đó Coursera, Udacity là tổ chức theo hướng là có thể thu tiền của học hoặc khách hàng khác. Rồi cấp chứng chỉ v.v. thì ví dụ EDX là do MIT và Harvard tổ chức, cho họ hoàn toàn cung cấp chứng chỉ, bởi vì họ sợ rằng cái chứng chỉ học trên mạng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cái bằng cấp, và do bằng cấp thực tế cho họ cung cấp chứng chỉ, rất quát cung cấp chứng chỉ. Tuy nhiên Coursera chẳng hạn thì một số khóa cấp, một số khóa cấp, và họ có những cách kiểm soát người học để
khi mà anh thi trên mạng thì thực sự đấy là anh thi chứ không phải là bài bộ. Và những khóa đầu tiên của MOOC, ví dụ như khóa về giới thiệu về trí tuệ nhân tạo thì 160.000 sinh viên học, ông này là giáo sư của đại học Stanford, và khi ông giảng khóa này ở mùa thu năm 2011 ở trên mạng thì 160.000 sinh viên khắp thế giới đăng ký, và ông giật mình và hốt, ông nói rằng gì? Vậy thì tôi dạy một khóa này và tôi dạy cả đời trong đại học, vì tại sao tôi phải trong đại học nữa? Và ông xin nghỉ việc ở đại học. Tuy nhiên nghỉ chức là giáo sư giảng dạy và chuyển thành giáo sư nghiên cứu, ông ra ngoài đã hốt. Họ hỏi rất có lý là mình trong đại học mỗi năm tôi dạy khoảng 2 kỳ, mỗi kỳ 50 sinh viên, thì tôi sẽ cả một đời nhưng mà tôi dạy một khóa trên MOOC, chính là đó là cái động lực để họ ra ngoài đại học và cùng một trào lưu như vậy. Đấy, và khóa học lớn nhất là khóa học giới thiệu về khoa học máy tính của University, thì theo thống kê lên đến 300.000 sinh viên học. Và theo khảo sát của Chronicle of Higher Education thì trung bình của một khóa MOOC là có khoảng 32.000 sinh viên học, và tuy nhiên chỉ khoảng 10%, tức khoảng 2.600 sinh viên hoàn thành, khoảng 90% là sẽ bỏ dở giữa chừng. Và cơ hội của MOOC thì là gì? Thì là đưa tri thức và kỹ năng của miễn phí và đặc biệt cho đại chúng, ai cũng có thể học được, chỉ cần đối mặt internet và không có điều kiện gì khác cả, rồi giúp cho nền giáo dục và hội nhập toàn cầu, rồi là giảm tải cho hệ thống giáo dục chính quy rất nhiều, rồi là tạo năng lượng cho các doanh nghiệp, lao động cho các doanh nghiệp. Cái này rất có lợi cho các doanh nghiệp. Ví dụ bây giờ, ví dụ như công ty của anh chị mà cần đào tạo kỹ năng cho 10.000 nhân viên, các anh chị không thể tổ chức hàng trăm họ ở tất cả các tỉnh thành khác nhau cùng một lúc được, hoặc là trải dài trong một năm thì rất là tốn kém. Nhưng các anh chị có thể xây dựng một khoa học trực tuyến đào tạo đồng thời 10.000 sinh viên, 10.000 nhân viên của mình, và họ có thể học không nhất thiết là phải trong giờ thì họ có thể học buổi tối, học cuối tuần, học chủ nhật gì đó. Đó thì sau đó nếu cần thiết anh chị tổ chức những thi hoặc là sát hạch gì đó tại chỗ. Còn nếu không thì ra thì các anh chị chỉ cần cải thiện kỹ năng của họ thì hoàn toàn có thể đào tạo cho nhân viên của mình, hàng chục nghìn nhân viên của mình ở khắp mọi nơi đồng thời trong cùng một thời gian. Ví dụ là đó là chúng ta cái ưu điểm của MOOC, rồi là thúc đẩy cái khả năng tự học, tự đào tạo rất là lớn, rồi thúc đẩy cái xây dựng cái xã hội học tập. Và đặc biệt ở Việt Nam chẳng hạn thì MOOC tôi cho rằng đó là một trong những cái hệ thống nó có khả năng thúc đẩy cái giáo dục. Bản thân nó là một sự tiên phong, một sự cách mạng, thì khi nó ra đời và nó phát triển được thì nó thực sự là cái thúc đẩy của giáo dục. Và đặc biệt có một thứ là đào tạo di động, nhưng mà đào tạo di động mà tôi hy vọng ở đây sẽ có ai đó quan tâm để có thể cùng tiến hành là gì. Nhưng mà đào tạo nghề của Việt Nam rất là yếu, đặc biệt là thanh niên nông thôn học xong là lông mông lông mang làm công việc mà không được đào tạo, không có kỹ năng, và cái hệ thống trường nghề của Việt Nam không phát triển. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có một trung tâm để ví dụ như của Technic hay gì đó là gì? Tổ chức các bài giảng về lý thuyết đó lên trên mạng hết, tặng hết hàng chục nghìn sinh viên có thể học đồng phần được. Thế còn phần thực hành chẳng hạn thì cho lên cái xe cũng sẽ tặng giá chiến như là xe ta, xe bus gì đó, các phòng thí nghiệm, các phòng thực hành, máy móc tặng lên đấy. Ngay đó là chuyện này 3 tháng sau lại chuyển sang một khác, cho nên có thể thì đây tất cả được học đồng thời qua trực tuyến, nhưng mà phần thực hành, phần sát hạch trực tiếp đó, thì là trên cái xe là chính như thế, các anh chị sẽ không phải xây trường, không phải xây dựng quá nhiều cơ sở vật chất. Thì đấy là cái thực sự là cách mạng cho đào tạo nghề mà MOOC có thể giúp được những chuyện đó. Cái mô hình đó thôi, trong một hoàn toàn có thể là đi. Chứ còn nếu bây giờ những chương trình đào tạo của nhà nước đào tạo nghề cho chuyên nhân thôn khoảng mấy chục nghìn tỷ nhưng mà hiệu quả không đến đâu cả. Bởi vì sao? Bởi vì tổ chức offline rất là tốn kém. Nhưng bây giờ đến thách thức của MOOC là gì? Và trước hết là cái thách thức về tạo bài giảng. Thì tính trung bình là một giáo sư trước khi khóa học lên mạng thì phải dành đến 80-100 giờ để chuẩn bị bài giảng, quay video, rồi ghi hình, xử lý, rồi chuẩn bị chương trình. Và sau đó khi bài giảng đã chạy rồi thì một giáo sư phải dành 8-10 giờ một tuần để chăm sóc cái bài giảng đó, giảng bài, rồi trả lời sinh viên, rồi tổ chức chấm bài, vân vân. Đấy. Và đặc biệt cái thích của MOOC trong việc tạo bài giảng đây là gì? Là giảng bài không có sinh viên, cái này cực kỳ khó khăn, vì cái này hoàn toàn giống như chuyện anh nói chuyện với một đối tượng. Quay lại phải hiểu xem nó nghĩ gì, nó cảm xúc thế nào, nó có hiểu không, phản ứng thế nào, anh điều chỉnh cái bài giảng của anh. Thì việc này rất là khó, chỉ những người nào thực sự đã giảng được MOOC rồi thì mới thấy rằng nó thực sự một cách không thể vượt qua. Cho những cái cổng giáo dục trực tuyến của Việt Nam đã có một số quay cái bài giảng như thế này rồi tải cái trên mạng đó, thì đều thất bại. Vì sao?
Bởi vì giống như anh lắp máy quay ra ngoài đường phố và anh quay cuộc sống của người ngoài, và anh tải lên anh nói là đấy là điện ảnh, là bảo dân chúng nó phải xem đi, cái này hấp dẫn lắm. Họ không xem. Cái cuộc sống nó diễn ra ngoài đường phố, anh ghi hình lại và cái điện ảnh hoàn toàn khác nhau. Nó đòi hỏi những phẩm chất khác nhau, cái tổ chức khác nhau, tốc độ khác nhau, cái xử lý khác nhau. Đấy. Cho là cái bài giảng nếu mà thực sự là một kiến thức. Chẳng như tôi ạ, khi mà tôi giảng cái tài cũng bởi cái bài thì tôi mới cảm giác là tôi đã làm chủ, tôi vượt qua được. Và lúc đấy tôi mới giảng một câu bài là gì? Cái kênh trên YouTube là cho bạn bè mình tham gia. Nhưng trước đó là 77 bài trước hoàn toàn chỉ là tuyệt tập. Và có những ngày tôi dành 5-6 tiếng chỉ ngồi trước máy tính để giảng bài. Và các anh chị biết rằng là gì? Khi mà chỉ ngồi mình làm nhạc 5-6 tiếng đồng hồ thì rất dễ là bị đi tự tỉ. Rất là kinh khủng. Bây giờ cứ tưởng tượng cứ ngồi nói thế này, ngồi nói mà mình làm nhạc phải đến 5-6 tiếng đồng hồ một ngày. Chứ là việc giảng thực sự là một thách thức. Tiếp theo là gì? Là việc tổ chức bài giảng thì cũng có những trường phái khác nhau. Và ở đây có hai trường phái nó giải nhất là gì đây? Là SIUS. Tức là sử dụng cái chất học về hay chất lý để kết nối Kinky Philosophy. Tức là gì đây? Là khi người giảng viên chỉ tổ chức hệ thống này thôi, tổ chức chủ đề thôi. Thế còn các học viên là gì? Tự học và tự dạy nhau, tự tạo ra kiến thức ngay trong quá trình học, trong quá trình thảo luận đó. Thế là họ tạo ra một cộng đồng, ví dụ học về trí tuệ nhân tạo hoặc là học về khoa học vật liệu. Đấy, giảng viên chỉ đưa ra một sửa như thế và tự các thành viên đang tải về nên đưa dữ liệu từ đây từ các nguồn khác nhau vào để thảo luận rồi dạy chỗ lẫn nhau. Thì đó là cái trường phái thứ nhất. Cái trường phái thứ hai thì phổ biến hơn cho bây giờ là gì đấy? Là Facebook, tức là gì? Vẫn là giảng dạy thông qua truyền thống. Một thời gian nhưng mà hàng chục nghìn người học thì có trao đổi giữa học sinh với thầy và với các trợ giảng, các học sinh tự hỏi nhau thảo luận vân vân. Thì đó là cái cách truyền thống. Thì bản thân chuyện là gì? MOOC được triển khai theo cách nào? CMOOC hay là XMOOC thì đến bây giờ là gì? Cũng vẫn còn chưa rõ ràng và phần lớn là đang triển khai theo Facebook. Nhưng một số người đã bắt đầu triển khai theo trường phái là CMOOC. Tức là gì đấy? Là để học viên tự tạo ra nội dung và tự tạo ra trí thức, tự sáng tạo trong chính quá trình học. Và cái thách thức tiếp theo của MOOC là gì đấy? Là đầu tư chẳng như Khan Academy nhỉ? Là được US đầu tư 1,5 triệu đô la, sau đó Google đầu tư 2 triệu đô la và quyên góp xã hội thì mỗi năm cũng rất là nhiều. Đó thì cái đầu tư cho Khan Academy. Như vậy chúng ta thấy rằng Khan Academy đầu tư